1.000 người xem rất hay và xử lý bóng mang lăng thương hiệu Văn Quyết. Đây rồi Văn Việt, một cú đá bồi ở cự ly tương đối thuận lợi. Rất tiếc là Văn Việt đã có một cú đá bóng chưa thực sự được như ý muốn. Trước đó chúng ta đã được chứng kiến một pha xử lý bóng cực kỳ đẳng cấp của Văn Quyết. Văn Quyết rất hay. Đây rồi, cú đá của Văn Việt nhưng chưa đủ mạnh để có thể gây khó được cho thủ môn Văn Công Chiến. Văn Quyết rất hay. Rất khó có thể để bóng trong chân của Văn Quyết, ngay kể cả những cầu thủ Tây ở giải V-League. Rất hay những pha phối hợp như những buổi tập của Văn Quyết. Và Văn Quyết, vâng, một cú chuyền bằng má ngoài cực hay của Văn Quyết. Văn Quyết một pha bỏ bóng rất hay. Đây rồi, Đinh Việt, vâng, khả năng đọc bài rất hay của thủ môn Công Chiến đã cứu thua một bàn thua trông thấy. Một pha chuyền ngang của Đinh Việt. Văn Quyết rất khó có thể lấy được bóng trong chân của Văn Quyết. Phòng dâng cao trên tình huống vừa rồi rất tốt, rất hay nhưng hơi nhẹ. Văn Tưởng vẫn còn, đây rồi, rất hay một pha phối hợp và qua người của Văn Quyết chưa thực sự được như ý. Rất hay, đây rồi, đó là một pha đá tập thực sự. Văn Việt, Văn Quyết và Đinh Việt, và kết thúc bằng một cú đá vô lề như trái phá của Đinh Việt đánh bại thủ môn Công Chiến, nâng tỷ số của trận đấu lên 2-1. Rất xứng đáng trong một trận đấu mang tính giao hữu. Đó là cơ hội để các anh thể hiện khả năng chơi bóng cống hiến. Vâng, một quả chuyền quá tuyệt vời, vâng. Tiếc là cú chạm bóng của Đình Việt thì chưa được sự như ý. Trong một cự ly cực kỳ chật hẹp nhưng Văn Quyết cũng tìm ra cho mình một kẽ hở để chuyền bóng tới cầu thủ Đình Việt. Tiếc là cú chạm bóng của Đình Việt thì chưa thực sự được như ý. Những cú cứa lòng với một má lòng thì là lối khiếp sợ của rất nhiều thủ môn trong giải V-League Việt Nam. Đình Việt rất hay, hữu cường. Văn Quyết làm gì? Quả người rất hay một pha xử lý bóng. Đó chỉ có thể là Văn Quyết thôi. Trước khi bàn thắng những tình huống vừa rồi nhưng cho thấy. Đây rồi, Văn Quyết. Vâng. Và lại là Đình Việt. Xin. Vâng, trọng tài Cấn Bá Khanh đã lôi hơi còi kết thúc hiệp 1 của trận đấu. Dì Mẫn, Văn Quyết. Hữu Cường rất hay chân trái. Vâng, Hữu Cường là như vậy. Đã lấy được bóng rồi, Văn Quyết. Nhưng pha chạm bóng của Văn Quyết thì cho thấy khả năng xử lý bóng cực kỳ hay của Văn Quyết. Đây rồi, thật là ý tưởng mang tính công hiến. Đây rồi, Văn Tưởng. Vâng, có lẽ là Văn Tưởng đưa ra một quyết định xúc bóng để đánh bại thủ môn Công Chiến. Nhưng tiếc là cú chạm bóng của Văn Tưởng chưa được như ý. Rất thầy, tốc độ. Vâng, có lẽ là do mặt sân hơi hẹp, không đủ để cho Văn Quyết có một pha. Văn Việt. Vâng, một cú đá đâm chất Văn Quyết. Một cú lá đá bác vô lề rất hay của Văn Quyết. Và bóng đã chạm vào tay thủ môn Văn Quyết. Vâng, đó là một pha kết thúc vào góc gần của thủ môn Công Chiến. Nhưng chưa thể đánh bại được thủ môn Công Chiến. Một pha phát động tấn công rất mạnh. Rất tốt, một pha chuyền bóng cực hay của Văn Quyết. Đây rồi, Hữu Cường. Vâng, những pha cài người cực hay của Văn Quyết. Bắt bóng trước mũi giày của Văn Quyết. Văn Quyết, đây rồi, Văn Tưởng. Có lẽ là hơi sâu so với tuổi tác của Văn Tưởng trong tình huống vừa rồi. Văn Sạch Cành Dậu đang chơi với một đội hình rất thấp. Nhưng, đây rồi.
vẫn còn trong tại đó là một do thầy cú chạm bóng một Văn Quyết đã loại được một cầu thủ phòng ngự của đội bóng FC Canh Lậu. Văn Quyết và sức trẻ của đội bóng FC Canh Lậu đang phát huy tác dụng. Rất thầy pha phối hợp của Văn Quyết. Văn Quyết rất thầy một pha phối hợp bật tường rất hay. Vâng, cú đá của Văn Quyết rất mạnh nhưng chưa đánh bại được thủ môn Văn Giang. Đấy rồi Văn Quyết. Vâng, một pha xử lý bóng đậm chất nghệ sĩ của Văn Quyết. Vâng, và trung vệ của đội bóng FC Canh Lậu vẫn đang. Xin phép trọng tài, đội bóng Canh Lậu có sự thay đổi người. Cầu thủ Huy Tùng số 8 rời sân. Một lối chơi thấp phòng ngự nhưng rất chủ động, sẵn sàng được ra những pha phản công chết người. Vâng, một pha chuyền bóng rất hay của Văn Tường. Nhưng rất hay. Và chuyền bóng nhưng chưa đánh bại được. Văn Quyết rất hay, một pha cài người cực tốt. Vâng, cú chuyền bóng thì thật sự là chưa trao cơ hội cho Văn Việt. Dì Mẫn rất hay, rất tốt. Vâng, vừa mới vào sân thì Dì Mẫn đã có một pha phối hợp của anh chưa chính xác. Thủ Canh Lậu. Đấy rồi, Dì Mẫn. Có lẽ là Dì Mẫn không đủ tự tin để kết thúc chăng? Wow! Và vừa rồi anh đã có một pha đánh bại thủ môn Văn Giang. Rút. Rất hay, pha chạm bóng đâm chất Văn Quyết. Đây rồi! Vâng, đó là một pha chuyền bóng của Văn Quyết được nhắm tới. Văn Quyết rất thầy. Đấy rồi. Có lẽ là do sức nặng về mặt thể hình. Hữu Bằng đã rất kiên cường và họ đã có được bàn rút ngắn tỷ số 2-3. Rồi. Như vậy Văn Quyết đang là người rút. Như vậy gỡ hòa dành cho các cầu thủ Hữu Bằng. Bàn thắng đến từ rất sớm. Một bàn thắng đầy bất ngờ. Rất khéo. Văn Quyết có tình huống giữ qua hai cầu thủ đối phương. Vẫn động tâm vùng còn vừa rồi đã gặp khó khăn trước. Văn Quyết qua hai cầu thủ. Văn Quyết không vào. Vừa rồi là cơ hội Văn Quyết tạo ra dành cho cầu thủ số 12 Lương Thanh Nam. Chúng ta cùng xem tình huống này xử lý của Văn Quyết. Đó là pha chuyền bóng rất có chủ đích. Khung thành đã rộng mở trước mặt. Rất êm. Nguy hiểm. Như vậy cũng đã có thêm bàn thắng dành cho các cầu thủ Hữu Bằng. Người ghi bàn là Lạc Quyền. Thủ là Văn Quyết. Cả người rất hay. Vật nhau rồi. Đấy rồi. Không được. Vừa rồi là tình huống dứt điểm hơi đáng tiếc của Thắng Tevez. Và chuyển cánh không thành công dành cho Văn Quyền. Văn Quyết. Nguyễn Hưng. Rất đẹp mắt. Và chạm đối với Văn Tới. Sau đó là một tình huống ngả người. Tại tuyến 2. Bóng lên chân Văn Quyết, Văn Quyết đối mặt, qua người, gôn không? Không vào! Một pha bóng quá cẩn thận của Văn Quyết. Văn Quyết bây giờ nhiệm vụ đã dễ hơn rất nhiều rồi. Pha thì anh cách khung thành 5m. Còn pha bóng này thì anh cách khung thành 50 phân.
Người khởi điểm pha bóng này vẫn là Văn Quyết. Văn Quyết, Văn Quyết rất hay, không vào. Người cứu thua là Tuấn Polymer, còn người dứt điểm đó là có khá đông các khán giả đang kiên trì đứng trên sân. Quý Âm như vậy có bàn thắng. Người ghi bàn là có lẽ là Phan Lạc Quyền. Chúng ta đang được theo dõi lại tình huống phối hợp. Trước đó thì cao thủ Suga Ưu Bằng đã có thêm được bàn thắng thứ hai. Tỷ số trận đấu là Văn Quyết rất hay. Ngọc Sơn, chúng ta cùng xem lại tình huống đập nhà như đã tập của cao thủ bên phía đội bóng Suga Ưu Bằng. Văn Quyết sử dụng hai chân rất êm. Like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.